Hôm nay là ngày 8 tháng 3, Đạt xin gửi lời chúc đến quý bà, chị, quý bà, mấy cô, mấy chị em. Ngày 8 tháng 3 vui vẻ và an lành, luôn tươi trẻ và vui vẻ, tươi trẻ và hạnh phúc bên người chồng mình đã chọn nha. Thì hôm nay ngày 8 tháng 3 Đạt không có gì hơn, cũng không có tặng quà, cũng không có cuộc sống bon chen, nên Đạt sẽ làm một cái video kỷ niệm để trải nghiệm đi cắm trại với lại hai mẹ con. Đây là hai mẹ con, là hai mẹ con gái nè. Ở Bẻo nè, ở Bẻo. Xin chào cô chú, cô xin chào cả nhà. Con xin chào ông bà với cả các bạn vậy, với lại gì ông bà cô chú. Ông bà cô chú quên. Rồi hôm nay anh sẽ làm một cái buổi cắm trại để cho hai mẹ con vui nha. Đạt xin tạm gác lại cuộc sống săn bắt với lại xa hoa thành phố rồi bon chen ở trên quận 7. Đạt không dám đi tại vì dịch quá, cho nên Đạt sẽ dẫn vợ con vào một cái gò, nói chung là ít người lui tới, để làm một cái cắm trại kỷ niệm ngày 8 tháng 3 của hai chồng nha. Rồi, bắt đầu Đạt sẽ đi nhúm lửa và đi, đi cắm kiếm củi, cái đi kiếm trại củi. Có Đạt có đem theo cái kiếm củi đây. Đạt có đem theo cái nói chung là cái liều của chú Quý Quý Thành, có dựa hải sản Quý Thành ở ủa cái cầu đó xuống là gì em? Gì anh? Cái cầu gì Nguyễn, cầu gì? Cầu Nguyễn Tri Phương hả? Cầu Nguyễn Tri Phương. Đó chú vòng vòng đó đó cả nhà. Chú cho hai chồng cái liều đi cắm trại nha. Rồi lát diễn biến sau Đạt sẽ đi gom củi quay cho cả nhà xem. Bẻo vô đây con, kiến cắn nó bẻo. Thì qua bẻo, phụ cha con. Ơi cái liều đẹp quá. Qua, wow, liều đẹp ha. Chú Thành, chú Thành. Dây gì nữa nè? Dây móc kéo để làm á. Dây móc kéo để làm đúng không? Từ nha. Cha mới khu cái liều này cha không biết làm sao nha. Anh coi cái anh ấy khu từ từ để hồi mình biết mình quắn lại. Xíu này xíu nào. À cái liều này dễ. À như cái dù vậy hả? À mẹ này cái này nó có mấy cái khía nè. Nó mấy con có nó mấy con khía nó gắn vô đây nè, gắn vô đây để cho nó đẹp. Vậy đó hả? Đúng rồi. Đéo giỏi ta. Trời ơi bự quá, trời bự luôn. Đã wow, rồi. Wow. Mẹ nó khoái kìa. Ê coi chừng tét con, đi xích vô. Đi xích vô. Trời cái liều cái cửa đâu? Trời ơi cái cửa nè, đâu? Nè anh cái cửa đó nè. Cái cửa. Bên này. Đúng rồi. Bên đây cái cửa bên đây nè. Em đi ra đi. Quá bự. Trời cái liều. Mẹ bỏ dép ngoài nha. Quá đẹp luôn. Lần đầu tiên á. Ôi ơi. Vui không Bẻo? Ốc Bẻo ơi, ốc Bẻo cảm ơn ông đi, ông tặng cái liều cho con á. Con cảm ơn. Dở quá. Trời cái liều này mình đi ngủ ban đêm luôn được luôn á. Nè có cái này kéo lại đây cả nhà, không có miệng mũi cắn. Giờ kéo cái nào lại đi, hay là hai cái gì để cho thấm mát. Wow lửa nó cháy dữ anh ơi. Để đi. Sao rồi đã không? Đã luôn. Cho đóng nó lại kìa, kéo lại. Con này mình mở ra đi, lát mình ăn xong cái mình vô trong đây ngủ. Liều đảo ha, đẹp quá ha anh. Ôi trời. Thôi con đừng có đóng lại, để vô cho cha làm. Đó, rồi bẻ làm xuống đi con, làm xuống đi lát chín đồ cha. Im luôn. Để cho con nha. Yeah. Trời ơi. Cho nấu nướng gì đi. Trời ơi. Anh đi ra cho nấu nướng gì đi. Cha, dạ cho nấu nướng. Wow, Bẻo. Bẻo ơi, hôm nay
mặc bộ đồ á, cái màu y chang như liều vậy. Trời, màu cam gì hết. Nhốt bẻo lại luôn. Không có nhốt đâu, cho bẻo nằm trong đi cho đỡ mũi cắn. Đó, nằm đó nha. Rồi hai mẹ con ngủ xíu đi nha. Giờ lát có gì lửa củi ấy anh kêu lại. Trời ơi trời cái liều quá đẹp luôn cả nhà. Đạt xin cảm ơn chú Quý Thành nha, đã ủng hộ cho chồng với lại có cái liều rất là im. Cái liều này để mà đi ấy ngon. Cái liều này để mà đi cắm trại ban đêm là được luôn, không có mũi cắn. À. Em ơi, nằm ngay đây xíu em ơi. Nằm giống là tiên cá. Kiến cắn. Kiến nào kiến? Kiến. Chắc nãy em đi ở ngoài chứ liều này đâu có kiến vô. Đúng rồi. Quá đẹp luôn. Cái này đi hấp hôm cũng ngon lắm nè cả nhà. Bữa nào hai chồng đi hấp hôm bữa. Béo à. Con làm gì vậy? Nó hỏi hả? Sao ở nhà coi vậy nha, đây coi nữa. Không được. Đạt sẽ đi chuẩn bị đồ ăn, thức uống cho cả nhà xem. Béo ơi. Con muốn ăn nào Béo? Xúc xích ha. Nãy dạ. Cái xúc xích của Béo nè. Đi mẹ nướng lên cho. Sáng Đặt dậy sớm, Đặt chuẩn bị. Đặt giữa chén rồi làm mấy cái này. Đặng tranh thủ hai chồng đi cắm trại nha cả nhà. Hôm nay là Đặt làm hết trơn. Đúng rồi nè, anh nói đúng không em? Ai giữa chén? Anh. Rồi, thiệt bộ. Em đâu nói gì đâu. Đây là bò của Bẻo, xúc xích của Bẻo. Con đi đâu rồi? Nó khói quá nó đi. Nó trốn rồi. Khói quá trốn rồi hả? Trốn rồi kệ nó đi. Khói lắm. Đổ nước cho đây nè. Đây là phần của Bẻo nha. Em nướng vừa chín tới thôi cái mình bỏ lại đặng lát rồi ăn hết cho mình hâm tiếp em. Cái phần của mình hả? Ừ. Phần mình nướng bò. Đúng rồi. Xích xích cho đây nè. Cái này cố gắng chở thôi em ơi. Chị để nó ấy. Rồi xúc xích nữa. Để cho khích khích vô xíu. Tôm. Tôm nè. Bỏ lại nữa đi. Để hai chồng dán chở. Cái dĩa Đạt học theo cha Đạt khắc nè, nhưng mà không đẹp nhưng mà vẫn để đồ ăn được nha cả nhà. Dĩa bằng lá. Cho anh cây bò nữa nè. Mực đâu anh? Mực từ từ. Nguyên con mực á hả? Nguyên con mực từ từ nữa sao? Tôm để ăn chứ. Rồi. Cha nghe nè con. Cho con mực nữa. Cho con ấy nữa. Tôm nữa hả? Không. Cây á. Dạ. Thank you.
nay ăn giống như tây vậy nè. Rùa bẹo muốn chín hết rồi. Nay đi cắm trại tuyệt vời không Bảo? Tuyệt vời. Tuyệt vời lắm hả con? Cái mùi gì khác nè. Có cái mùi khác. Chúng xích, chúng xích khác. Tôm của Bảo chín luôn. Chín chưa anh? Chín nè. Chín chưa ta? Chín chưa anh? Đợi xíu em ơi, còn con mực với lại ba cái cây bò nữa là được rồi. Xong chưa anh ơi? Đói bụng quá. Đói bụng Bẹo? Đói bụng. Rồi tới luôn, tới luôn. Tới luôn, tới luôn, chạy xong rồi kìa. Rồi xuống lẹ, xếp bằng. Rồi xuống xếp bằng. Đây, chưa dọn dẹp chỗ ngồi nữa. Nói cái mấy chén đây, nha đây, con. Đây, đây, đây. Ê, 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 ê. Để em kéo xích ra. Đó. Rồi ok. Nãy giờ con mắc ỉa này xong rồi. Sao cha không đem vô bôi cho con? Mai mốt cha đem mua cho con. Nên cắt cái con mực này ra đây. Ôi con mực nó thơm. Thơm quá Bẹo ơi. Có Bẹo cái chén này nè. Nè cái nấm mâm này, nấm mâm của Bẹo nè. À, em phân chia ra đi. Dạ. Kéo này em cắt đi. Này của con nè con. Đấy, cái này đây không đây. Cay nè. Ừ, này là của con. Anh ngồi ở đâu vậy? Em ngồi đi, anh ngồi ngoài cũng được mà. Bữa nay là ngày của hai mẹ con mà. Thôi phải vô chung luôn mới vui. Đây là chén nước chấm thần thánh. Chén nước chấm này của Bẹo nha. Này tương ớt. Tương ớt của anh. Đây vô nè. Luôn anh ơi. Rồi Đạt xin mời cô dì chú bác anh chị gần xa. Đạt xin mời mấy cô nha. Ông Bẹo. Bẹo phải mời ông bà cô chú. Con phải con mời ông bà cô chú. Và các bạn nữa. Và các bạn anh chị. Anh chị đúng nè. Đúng rồi, rồi giỏi quá nè, cái này cô Bẹo nè. Chén này cô Bẹo nè. Rồi anh sao anh cắm máy quay đi rồi anh vô anh ngồi với em luôn. Thôi anh ngồi ngoài cho. Hai mấy con vô lều đi. Cho ấm cúng. Con chấm nè con. Cái muỗng nè, cái muỗng nè. Mẹ quậy lên cho. Tôi có chỗ rồi đó. Ăn em. Rồi con mời ông bà cô chú, anh chị em và các bạn cùng ăn chung với vợ chồng con luôn nha. Ăn chung với gia đình con luôn. Chà. Gì con? Chà. Trời ơi. Con đừng lấy ra, con cắn từ từ đâu mà. Rồi hai mẹ con ngồi ông đều đi, anh ngồi ngoài. Em ăn thử cục này coi. Rồi, nãy giờ rồi. Nhìn thèm quá. Cả nhà ơi. Ăn em. Xin mời cả nhà. Ăn cắt con mực cho cây mực nướng nãy giờ mấy tiếng hồ. Để ăn giống mẹ như nè. Nóng. Con chấm không được thì con lấy cái muỗng á. Con múc ra. Con gưới lên. Còn vừa ăn thôi khỏi chấm. Anh ơi anh ướp cái này ngon quá anh. Anh mà em trời ơi sáng anh dậy sớm 5 giờ sáng là anh dậy rồi đó. Mặn mặn ngọt ngọt ngon á. Súc miệng súc mồm xong rồi đi ấy.
đi chợ, đi chợ gặp bà kia trả giá hết tới công chuyện luôn. Này tám bà trả giá bà nữa hả? Trả giá chứ, phải lợi cho bà cũng phải lợi cho vợ mình. Ngon chứ. Quá thưởng cho anh nè. À, bữa à. Rồi, Đạt xin mời quý bà, cô, thím, mợ, sao mọi người luôn chứ? Cô, chú. Nói chung là chúc phụ nữ á. Ngon nha. Con ăn đem có buồn cho con rồi. Rồi con ăn đi, con nói nhiều quá à. Ăn lẹ nè. Sáng giờ ngon quá nè. Ngon thiệt luôn á. Làm miếng mực á. Chim gì kêu dữ vậy anh? Mấy con chim á. Mấy con chim nó nói là sinh nhật của ba với mẹ. Bữa nay đi cắm trại tuyệt vời không Bảo? Tuyệt vời. Chấm ngon không? Ngon. Không thích nữa hả? Ăn bò hay con? Bò của nó cứ ngắt à. Con mực à. Ngon nè. Bẻ thịt bò đi. Mẹ cha cũng có xúc xích nữa nè. Vô cũng vô. Ngon con. Mẹ rưới cái nước chấm lên cho. Nước mắm mẹ làm cho con á. Ăn tương cà nhiều quá đâu có tốt. Chấm nước mắm đi. Ăn tương cà nhiều không tốt hả? Không tốt cho sức khỏe. Tại sao? Thì tại vì không tốt chứ sao. Tại sao? Tại vì á, trong tương cà có quá chắc không á. Quá chắc. Ngày mày chấm này cho. Đúng không? Không. Tại nó ăn gì nữa em. Xúc xích này ướp bao cũng ngon ha. Chấm gì cũng ngon nữa. Ngát quá. Anh uống không mẹ? Không nhớ. Anh uống nước không anh? Đúng không em? Cay quá. Nhìn hơi nước mới ngon. Cay nè. Còn béo cay này. Này mình đi ăn ăn cái này là giống như là buffet ha, buffet trong rừng. Đi ăn buffet trong rừng. Muốn nước không? Uống. Trời đã. Ngồi nhìn mấy con chim, mấy con cò nó ăn. Đẹp hẹt. Mấy con cò nó ăn uống nước mà. Mấy con cỏ hả? Mấy con cỏ ăn xong ngủ dắt cái chiều. Cái chiều về. Chiều về. Chiều không Bảo? Dạ. Ủa đâu rồi? À. Em ăn mực em? Ăn chứ anh, mực ngon lắm á. Nói chung là bữa nay cái gì cũng ngon hết trơn á. Bữa nay 8 tháng 3 vui không? Vui.
nuôi nha, nhớ nha. Cảm ơn cha đi bẻo. Không có quà cáp gì hết. Cảm ơn anh nha. Không có quà cáp gì hết. Cha ơi, con gái bụng mà lòng gì mà không cần quà đâu. Mấy cái quà đó hả? Cha. Tốn tiền. Cha. Con... để tiền mua đồ ăn cho em ăn được rồi. Cha, tới lâu quá hả? Con đang gái bụng nào cũng sợ cha. Xin lỗi. Ăn con. Thêm cục nữa. Mày cho nướng. Cha nướng hơi lâu. Dân. Ăn kiến bù giờ. Biết kiến bù nè hả? Nãy giờ con đang ỉa xong rồi. Thôi nè, đang ăn uống. Cháu lại không nói chuyện kìa. Nó khăn rồi. Nó ngồi lên hết. Anh đã chơi vô quá à? Để thịt bò đi con. Thôi. Sao rồi? Cũng ăn con cũng thích cỡ. Tôm lọc cho nó ăn tôm đi. Tôm. Không ăn thì giục bó xuống xích luôn đi. Đem dẹp xuống xích luôn đi. Bữa nay mấy con chim nó cũng đi ăn lễ. Uống còn mà. Còn với con chim nó đi ăn lễ. Đi ăn lễ. Mình chìm của nó kêu. Rồi, nãy giờ thì cũng ăn no xong xuôi rồi, nghỉ ngơi. Đi về nè. Đi về. Làm gì đi về? Cay quá. Thì sao nay hai mẹ con sao rồi, ông Mẹo? Quá, đã cay. Bữa nay đi cắm trại thôi, thấy sao? Vui. Vui gì nữa? Cây xích lan đồ ăn gì nhất cho ngon nó cay. Ngon cay hả? Quá tuyệt vời không? Quá tuyệt vời. Con nói ở trong cái điều nó quái. Nó con ở trong nói cái điều là quá tuyệt vời á. Quá tuyệt vời luôn hả? Nằm ngủ xíu đi con. Nằm ngủ đi con. Ngủ xíu đi. Ngủ xíu đi. Hỏi em sao? Cái này sao? Này quá tuyệt vời không? Vui. No quá. Đây là cái mùng mà chống mũi nè. Ngủ thêm ơi. Quá đẹp, phong cảnh quá đẹp. Em nhìn vô coi phong cảnh đẹp không em? Chơi ơi. Đẹp. Gì con? Hồi nãy á, hồi đó mẹ mua con cò đồ chơi á, với đại mẹ không mua con. Mẹ đang mua cái con vịt đồ chơi. Tại sao? Hả? À. Nói gì trời? Nói gì bẻo? Nhưng mà mẹ ngủ đi, ngủ đi cho cô bo, mẹ vui đi cho cô bo nó quậy. Ngủ nè, ai mà thương trời. Ê, ai nó quậy phá trơn, nhưng mà nó đang chơi á, nó đang em chơi. Em ơi em, hai mốt hai chồng mình đi cắm trại qua đêm nha. Hai chồng thôi, nha. Đi qua đêm luôn hả? Để đâu? Chơi. Thôi ẩm bẻo đi luôn chứ. Chơi. Ẩm bẻo theo rồi cắm trại qua đêm hai chồng mới ngon. Chơi. Thì con nó làm sao? Chơi. Thì gửi mà nội. Trời ơi. Hồi nãy kiếm thêm đứa nữa. Trời ơi. Yeah. Đi con. Bữa hổm á con ăn đi về bển với lại mẹ mua cho cô bo cái con cò đồ chơi á với lại. Con vịt à. Với lại con là cái gì? Con là ông Bẻo với lại nha. Ông Cần Su. Với lại ơi với ông Bẻo nữa. Con ăn đồ chơi của em. Vậy rồi nó đang nở. Con kể cho tới ngày mốt luôn á Bẻo. Thôi con nằm xuống ngủ với mẹ đi. Để cha nói chuyện với mấy cô chú. Nó đang đẻ dài á. Nó đang nở ra đây nè. Thì 8 tháng 3 thì Đạt với lại mẹ không bà xã với con. Lại Bẻo thì gia đình của Đạt thì cũng vậy thôi. Thì Đạt cũng chúc một lần nữa. Đạt chúc ngày quốc tế phụ nữ là mấy phụ nữ mấy quý bà. À, mấy cô quý bà cô bác xin chào nha.
luôn luôn mạnh khỏe và xinh đẹp nha. Bây giờ Đạt xin chào tạm biệt em lại ạ. Nào chuẩn bị dọn chầu về thôi. Em à. Dạ con xin chào cả nhà. Ăn xong giờ nghẹt mũi luôn. Cay quá. Về vậy con Bảo. Ủa về hả? Nằm ngủ xíu đi con. Đi mà, mẹ thương con mà. Cái liều quá trời rộng luôn. Quá đẹp. Nằm ngủ dắt nha.